Thái Lan tiếp tục ghi nhận thêm 188 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số lên 599 trường hợp. Thủ đô Bangkok của Thái Lan cũng vừa đưa ra lệnh đóng cửa tất cả các trung tâm thương mại và tụ điểm tập trung đông người trong vòng 22 ngày, kể từ nay đến ngày 12 tháng 4 để hạn chế dịch bệnh lây lan. Và sau đây là ghi nhận của phóng viên Truyền hình Nhân dân thường trú tại Thái Lan. Theo thông tin từ Bộ Y tế Thái Lan, phần lớn các ca nhiễm bệnh mới có liên quan đến trường hợp lây nhiễm trước đó khi tới theo dõi tại đấu trường quyền Anh Lumpini, còn các ca nhiễm mới đều tập trung ở Bangkok và rơi vào lứa tuổi thanh thiếu niên. Tính đến thời điểm này, Thái Lan đã ghi nhận một trường hợp tử vong do nhiễm virus SARS-CoV-2. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, quân đội Thái Lan hôm 19 tháng 3 đã tiến hành phun thuốc khử trùng trên các đường phố ở thủ đô Bangkok. Các đơn vị quân đội hiện đã được triển khai để tiến hành việc khử trùng và làm sạch đường phố từ 1 đến 5 giờ sáng hàng ngày cho tới hết tháng 3. Bên cạnh đó, chính phủ Thái Lan cũng đang lên các kế hoạch chuẩn bị nhằm đối phó với kịch bản dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại quốc gia này bước sang giai đoạn thứ 3, trong đó không loại trừ khả năng phong tỏa toàn quốc. Tuấn Anh, phóng viên Truyền hình Nhân dân đưa tin tại Bangkok, Thái Lan. Trước tình hình trên, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan khuyến cáo công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập tại Thái Lan nghiêm túc tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch của chính phủ Thái Lan và hạn chế tối đa về nước trong thời điểm hiện nay. Để nhận được sự hỗ trợ trong trường hợp cần thiết, công dân Việt Nam tại Thái Lan có thể liên hệ theo số đường dây nóng bảo hộ công dân của Đại sứ quán là 66 89 89 66 653 hoặc số điện thoại 66 26 50 89 79 trong giờ hành chính.